Đây, xin chào buổi chiều mọi người á. Đây, chiều nay mình mở tiếp tục mở bán là 10 cây mai đại lộc chuẩn bông á. Đây, ra bông to hết rồi ha. 10 cây á, đây là hàng cây gốc bứng. Đây thì nói chung là cái chiều cao nó khoảng từ 80 là cao nhất á, thấp nhất là khoảng 60 á. À, từ 1 tới 10 á. Đó, đồng giá là 800.000 bao ship rồi á, đã bao gồm phí vận chuyển rồi nha. Đó, số 1 gốc là 16 cao 80 á. 16 cao 80. Đây. Cái này thì chuẩn nguyên cây á, nó không có chỗ nào nó bị lỗi hết á. Chuẩn tới ngọn luôn ha. Đây là cây số 1 á. Đây, nói chung là nó cũng tương tương thôi ha. Đây, chị chúng ta vừa chơi được ha, vừa làm giống được ha. Đồng giá hết á, 800.000 đã bao ship rồi á, khi nhận cây chúng ta chỉ trả bao nhiêu đó thôi. Đó, số 1 ha, gốc 16 cao 80. Tiếp đó là cây số 2, gốc là 13 cao 60 á, 13 này ghép một bo thôi ha. À, chuẩn nè, chuẩn ha, để nó nơm nơm ha, một bo thôi, một bo ha. Đây là cây số 2 á. Tiếp theo là cây số 3, gốc là 16, cao 60 á. Cây này thì liền đầu luôn rồi, một bo à, liền cốt à ha. Đây có cái nhánh nó bị lỗi 5 cánh à, cắt bỏ luôn rồi, trong một nhánh à. Đây, cái nhánh này bị 5 cánh nè, à, cắt bỏ luôn ha. Đây, còn lại ra tược trên là chuẩn ha, liền đầu rồi, giống như mai zin ha. Hoa to nè. Đây cây là cây số 3 ha. Gốc 16 thôi. Liền ha. Tiếp theo là cây số 4 ha. Này, cây này trước cái đọt nó bị 5 cánh á. Cắt cái đọt bỏ luôn rồi. Còn lại là chuẩn hết nè. Nụ tròn. Chuẩn hết nè. Cây số 4 gốc là 17 á. Em nào thích á thì cái nhánh này chúng ta sẽ uốn xuống á, cho nó bay hay gì nè. Cái này thì nó bị chảy xuống một đoạn tới đây á. Hai bên này thì còn tươi, không có gì hết á. Còn tươi. Đây thì còn tươi á. Còn tươi á, chảy xuống tới đây. À, cây số 4 gốc là 17 á. Chuẩn à. Rồi, tiếp theo là cây số 5 á. Số 5 gốc là 16 á, bông chuẩn á. Đây. Đây. Cây số 5 á, gốc 16, bông chuẩn á. Đây. Vết ghép thì nó gần liền rồi ha. Số 5 à. Rồi, tiếp theo là cây số 6 á. À, chuẩn ngọn nè. Số 6. À, cây này thì nó bị chảy dưới đây ha. Chảy tới đây thôi. À, này hai bo đều chuẩn hết ha. À, số 6 à, gốc là 18 á. À. À, con cây nụ nè, nhìn cũng duyên lắm à. À, cái rễ này thì nó còn xanh á, à, chỗ này nè, còn xanh á. À. Rất là duyên á. À, đây là cây số 6 á. Hai bo thì hai bo đều chuẩn hết á. Đây, nhiều cánh nè. À. À, đây cũng nhiều cánh á. Nụ tròn nhiều cánh. Hoa nhiều cánh ha. À.
số 6 á. Tiếp theo là cây số 7 á, số 7 cái đọt trên này nó bị lỗi nguyên cái đọt lớn luôn ha. Mình thiến ngang luôn. Đây về anh em trét keo lại ha. Thiến ngang luôn nè. Lành lùng lực luôn ha. Số 7 gốc là 17 á. Có chút xíu à. Chuẩn ha. Đây, chuẩn hết à. Đây, sau này để ý á, chúng ta chỉ lấy những cái nhánh này thôi. Cái tược nào lên đây á, chúng ta đừng có lấy á, lấy mấy nhánh này thôi. Uống sữa là từ những nhánh này nè thôi ha. Cây số 7 á, gốc là 17 á. Dạng bông sai lùng lực luôn nè. Số 7 á. Rồi, tiếp theo là cây số 8 á. Gốc là 15. Ghép một bo đây muốn liền đầu ha. Đó. Ghép 4-5 năm rồi ha. Này, nó bị một nhánh đây, nó bị 5 cánh á, mình cắt bỏ rồi. Nhánh đây 5 cánh cắt bỏ luôn ha. Ra nhiều cánh nè. Cái chùm này ra nhiều cánh á. Cây số 8 á. Gốc là 15. Rồi, tiếp theo là cây số 9 nè. Số 9 nó bị hai nhánh ở dưới đây là bị lỗi 5 cánh nè. Cắt bỏ luôn ha. 9 nè, bông à. Chuẩn tới ngọn luôn. Số 9 nè, gốc là 15 luôn. Một bo thôi ha. Gần liền luôn nè. Số 9 nè. Rồi, kết thúc là cây số 10 á. Số 10 gốc là 20 á. Gốc là 20. Cây này ghép 3 bo á. 3 bo đều chuẩn hết nè. Đó. 10 á. Đây. Này mở bán cho mọi người là 10 cây á. Đồng giá hết á. Là 800.000 đồng một cây. Đã bao gồm phí vận chuyển rồi nha. Đó, 10 cây mai đại lộc. Đây, chúng ta thấy mặt hoa ha. Đây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5 đây, 4 trên kia, 3, 2, 1, đây, đồng giá hết. Đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Đây, ngày mai thì mình sẽ qua những cái hàng tầm khoảng 2,5 triệu 3 triệu mà chuẩn bông á. Còn khoảng đâu đó khoảng 20 cây hàng cây lớn á. Rồi, xin chào.